À hà, đây nha. Đã có người đặt dạ. Có khách hàng đặt dạ rồi. Đây là dạ là cái dáng, dáng là dáng suông hai hàng cúc. Cổ rất là đứng luôn. Cổ này nó riêng dạ này mà mặc dựng lên đẹp lắm nhá. Nhìn nó rất là thời thượng luôn ạ. Dạ này là dạ mịn, co giãn. Mình đây mới lên form thôi chứ chưa ấy. Đây là cái này là của khách đặt luôn này. Rất là đẹp. Mọi người nhìn nó cũng đẹp lắm. Form đứng không? Rất là đứng luôn. Mình chưa có cúc đâu nha. Đấy. Dáng suông. Đằng sau là xẻ. Đằng sau xẻ bung lụa như này. Nên là đứng thì nó như là dáng bút chì. Rất là đẹp. Nhưng khi bước ấy, thì nó không bị gò. Bởi vì là đằng sau của mình là xẻ nhé. Nên kể cả chị em mình mặc váy xòe bên trong ấy mà khoác cái em này vẫn ok. Bởi vì cái xẻ của mình nó gần trên trên cái quả mông ấy. Cho nên là khi mọi người mặc ấy nó sẽ không bị găng nha. Nó không bị vướng. Rất là đẹp nhá. Cái này dạ màu be co giãn dày dặn. Có độ đàn hồi rất là nhiều. Nên là chị em mình mặc ấy rất là sướng. Nó cử động thoải mái lắm. Ai mà muốn mặc sát kể cả em, ai mà XL mà chui vào em này cũng sẽ vừa. Cái kiểu XL thường những người mà số đo to thì mọi người thích mặc nó sát một tí ấy. Rộng thì lại càng đồ sộ cho nên thường mọi người chui vào vẫn vừa luôn. Lót bên trong mình sử dụng nó là lót co giãn nhiều, khá là dày dặn và co giãn nhiều nhá. Lót cũng là họa tiết báo và báo này của mình là giãn mạnh luôn nha mọi người, giãn mạnh luôn, có túi bên trong. Form dạ rất xinh, màu be pha hơi pha thì anh rêu rất là đẹp, chứ nó không phải là đây là be nhưng mà pha ánh rêu nhẹ đấy nên rất là xinh. Cái này là của khách nhưng mà mình đã có dạ này về rồi. Cho nên ai mà có nhu cầu đặt may thì nhớ liên hệ với mình nhé. Cái này mình cắt cho khách là khách nhà mình tương đương với size M đấy. Size M rất là xinh luôn, vai vừa vặn này. Đấy, tay vét, tay dạ rất đẹp. Em này là của khách rồi, cho nên là mọi người mà có lấy thì cũng không lấy được luôn. Nhưng mà đặt may, bởi vì lên một em choàng dạ thì nó vì là cái giá thành nó là tương đối đúng không mọi người? Cho nên là bởi vì một cái này mình có thể sử dụng nhiều lắm, mình mặc khoác bất cứ cái gì, mình mặc một bộ vest nhẹ nhàng bên bên trong xong mình có thể choàng cái măng tô ra bên ngoài rất là đẹp luôn. Mình đi đâu mình khoác như này mình thấy nó rất là đẹp mà ấm áp ấy. Dạ này dày, lót cũng dày nên mình thấy là khi mình mặc cái kể cả mình mặc những cái quần short ở bên trong ấy, váy liền quần short hoặc là áo thun áo phông áo dây gì ấy mặc nhẹ nhàng thì cũng rất là đẹp. Cho nên là cái dạ để mà lên ấy mình thấy là mình sử dụng rất là lâu dài, rất là bền mà lại còn ấm nữa. Phải nói dáng này mình rất là thích. Nó hiện đại, phóng khoáng, đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng không bao giờ lỗi mốt ạ. Màu vàng này. Đấy, tí màu vàng đẹp. Thì cái màu be dễ mặc lắm nhá. Màu nâu này, màu vàng này, màu của đất mà. Màu của lá đúng không ạ? Có nghĩa là cứ đi với kể cả đi với xanh lá cũng được. Đi với nâu được, đi với đen được, đi với trắng được. Nó nhiều màu rồi đi với màu đất là màu be này lắm luôn ấy. Cho nên màu này rất là dễ phối nhá. Đấy. Chỉ đơn giản vậy thôi, nó dễ phối cho nên là mình mặc cái set đồ nào bên trong mình khoác cái màu be ra nó cũng dễ, giống y như màu đen ấy, màu đen và màu trắng ấy, nó dễ phối. Một cái tông nữa là cái tông ghi cũng rất là dễ luôn ấy. Hôm nay kiểu như là người nó hơi ốm ốm ấy nên mà cơ mặt nó hơi căng, nó không được tươi lắm thì mọi người thông cảm, mà giọng thì nó khàn đặc luôn. Nhưng mà là vì nó đẹp quá cho nên mình cứ chia sẻ thôi, để chị em mình có nhu cầu thì cứ đặt luôn từ bây giờ. Ok này, như này còn khuy còn cúc nữa. Đẹp mà form lên rất là đẹp luôn.